là một trong những rapper hot nhất showbiz Việt, cái tên Karik còn được nhiều người chú ý hơn khi bắt đầu ngồi ghế nóng chương trình rap Việt. Thế nên khi Karik công khai bạn gái, liền nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Karik bất ngờ công khai bạn gái kèm những lời đường mật khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Trên trang Instagram, chàng trai Đâu Vậy Đủ Rồi đăng tải tấm hình cả hai cùng nội dung tiếng Anh tạm dịch là: người ta nói, miễn là còn một người quan tâm đến bạn, cuộc sống của bạn sẽ chẳng hề lãng phí. Vì vậy, khi mọi thứ đi lạc lối và em muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ rằng em vẫn còn có anh. Còn trên Facebook, anh chàng lúc đầu chỉ đăng vỏn vẹn bức ảnh không chú thích, một lúc sau thì thêm dòng chữ tiếng Anh, tạm dịch khiêu vũ cùng bóng hình em. Cũng theo xu hướng chỉ follow mình em, Bella cũng là cô gái duy nhất mà Karik nhấn nút theo dõi trên Instagram. Theo tìm hiểu, cô nàng xinh đẹp này có tên thật là Phan Thị Phương Uyên, được biết đến với biệt danh Bella Q, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và làm việc chuyên về thẩm mỹ, làm đẹp. Cô nàng sở hữu diện mạo ngọt ngào cùng với thân hình nóng bỏng khiến nhiều người ví von như một cô búp bê. Tuy vậy, một số ý kiến khác cho rằng nét đẹp có phần giao kéo của cô không được tự nhiên.